Nhà văn nổi tiếng. Lâu lắm rồi hai mẹ con mình mới đi chơi mẹ nhỉ? Ừ, mẹ xin lỗi, dạo này mẹ hơi bận nên không có nhiều thời gian dành cho con. Đợt này mẹ sẽ dẫn con đi chơi nhiều hơn nha. Thật không hả mẹ? Tất nhiên rồi. Chị là nhà văn Thu Uyên, phải không ạ? Chúng em rất hâm mộ chị. Chị cho em xin chữ ký được không? Ồ, được chứ. Cảm ơn chị, chào chị. Chào hai bạn. Được mọi người biết đến thật là tuyệt. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một nữ nhà văn tài năng, nhà văn Thu Uyên. Được biết đến như một nhà văn với những tác phẩm, những tiểu thuyết vô cùng ăn khách, chị còn là nhà biên kịch tài năng của bộ phim đang được yêu thích Khu Vườn Trong Nắng, được rất nhiều người mến mộ. Chị có cảm xúc thế nào ạ? Anh quá khen. Tôi thật sự vẫn còn phải học hỏi rất nhiều. Tất cả mọi người tôi gặp, ai ai cũng đáng để tôi học hỏi. Tôi trau dồi thêm vốn sống của mình để có thể viết thêm những câu chuyện từ chính những con người mà tôi đã gặp. Bà ơi, mẹ con trên tivi kìa. Ừ. Ước gì sau này lớn lên con cũng sẽ trở thành người nổi tiếng như mẹ, được nhiều người yêu quý và biết tới. Ừ, chỉ cần cháu cố gắng là sẽ làm được điều mình muốn thôi. Hôm qua mình thấy mẹ My trên tivi đấy. Thấy á? Chuyện thường ấy mà. Mẹ tớ được lên tivi suốt. Mẹ tớ còn vừa nhận được giải nhà văn xuất sắc nữa cơ. Mẹ Vi giỏi thật đấy. Mẹ tớ có nhiều người hâm mộ lắm nhé. Ai gặp cũng muốn xin chữ ký, chụp ảnh. Rồi còn được tặng quà nữa. My thích thật đấy. Có mẹ là người nổi tiếng, được nhiều người biết tới. Ừ, tất nhiên rồi. Sau này tớ sẽ giống như mẹ tớ cho xem. Chắc là thế rồi. Cậu cũng học văn giỏi thế cơ mà. Lại được chọn đi thi học sinh giỏi văn nữa. Phải đấy. Mai sau My thành nhà văn nổi tiếng thì phải cho chúng tớ xin chữ ký đấy nhé. Tất nhiên rồi. Mà hôm nay hình như lớp mình có bạn mới đấy. Nghe nói là con của bác bảo vệ trường. Con bác bảo vệ ư? Thôi quan tâm làm gì, tớ vào lớp đây. Ơ, chờ chúng tớ với. Mẹ ơi, con được chọn đi thi học sinh giỏi văn đấy. Vậy à, cố lên con nhé. Sau này con sẽ trở thành nhà văn giống mẹ, mẹ nhé. Ở lớp ai cũng ngưỡng mộ mẹ. Mấy bạn con nói, mẹ thường xuất hiện trên tivi, trên các trang báo. Mẹ là người của công chúng, mẹ là người giỏi nhất. Ở lớp ai cũng thích chơi với con. Vừa có mẹ là người nổi tiếng, lại vừa học giỏi. Ngay cả bạn mới đến là con của bác bảo vệ trường cũng muốn chơi với con. Nhưng mà con chẳng thích chơi với bạn ấy. Mẹ không giỏi đâu con. Mẹ chỉ là người phụ nữ may mắn. Mẹ thua xa rất nhiều những người mẹ của các bạn con đấy thôi. Không phải đâu mẹ ơi. Mẹ của các bạn con, người thì làm lao công. Có bác bán hàng ngoài chợ, có người làm ngân hàng, cô giáo, công an. Nhưng mà trong lớp không có ai làm nghề nổi tiếng như mẹ. Cho nên các bạn ấy ngưỡng mộ mẹ lắm. Con yêu à. Nhưng mẹ lại ngưỡng mộ những bà mẹ của bạn con. Và mẹ rất xấu hổ về chính bản thân mình đấy. Sao lại thế ạ? Mẹ của các bạn con tuy có người làm những công việc rất đỗi bình thường, nhưng họ biết dạy các con mình biết lắng nghe, biết kính trọng công việc của người khác. Còn mẹ tuy mang tiếng là người cầm bút,
nhưng chưa biết cách dạy con mình có tính khiêm tốn, chưa dạy con biết trân trọng những công việc người khác đang làm. Thực ra, công việc nào cũng giống nhau cả thôi con. Điều quan trọng là nhân cách và trách nhiệm. Người lao công quét rác cũng có giá trị của công việc quét rác. Chỉ có khác họ nhặt rác bỏ vào thùng để làm sạch môi trường. Công việc cầm bút của mẹ cũng vậy. Mẹ lượm từng chữ giữa những mảnh đời mẹ thấy, xây dựng để tạo ra những cốt truyện thôi con. Cho nên con đừng nghe những lời khen về công việc của mẹ mà coi thường mọi công việc của những người xung quanh là tầm thường, con nhé. Con hiểu rồi ạ. Vậy con cố gắng, mẹ cố gắng, cả hai mẹ con ta cùng phấn đấu, được không? Dạ. Bà cụ qua đường. Thưa ông, con vào được không ạ? Vào đi. Thưa ông, bên ngoài có một bà cụ nhếch nhác bẩn thỉu, muốn xin vào ngủ nhờ một đêm ạ. Cái gì? Ngươi nghĩ đây là đâu mà ai cũng có thể đến xin ngủ nhờ hả? Mau đuổi bà ta đi đi. Vâng ạ. Bà thông cảm đi giùm cho, ông con không đồng ý ạ. Con đuổi bà ta theo lệnh của ông rồi ạ. Mày làm tốt lắm. Có ai ở nhà không? Cụ hỏi ai ạ? Dạ đi đường xa tới đây tìm con cháu, nhưng chưa tới thì trời đã tối. Dạ đói và mệt quá, có thể cho già ngủ nhờ một đêm được không? Vâng, mời cụ vào đây. Cụ ăn tạm bát cháo cho đỡ mệt. Cảm ơn hai cháu, hai cháu tốt bụng quá. Ai chẳng có lúc gặp khó khăn, cụ đừng ngại. Ăn xong mời cụ vào giường nghỉ ngơi. Hình như là bà cụ. Bà cụ làm sao vậy nhỉ? Chúng ta hãy qua đó xem sao. Bà ơi, bà làm sao thế? Ta đau bụng quá. Ta cần uống thuốc. Để cháu đi mua thuốc cho bà nha. Trời đã sáng rồi ư? Bà cụ đi đâu rồi? Bà ơi, không biết bà cụ đi đâu mà chăn chiếu vẫn còn nguyên thế này. Chăn đâu rồi? Trời ơi, mình có nằm mơ không? Là vàng nhiều quá. Lẽ nào mình ơi, nhà ta gặp được tiên rồi. Cái gì? Hóa ra bà lão rách rưới đó lại là tiên à? Vợ chồng thằng Mùi đúng là gặp may mà. Biết thế hôm đó ta... Ngươi đã gặp bà ta đúng không? Bằng mọi giá phải tìm bà ấy về đây ngủ. Nghe chưa? Dạ. Ông ơi! Con tìm được bà cụ ấy rồi. Thế hả? Mau đưa bà ấy vào đây. Mời bà dùng bữa. Chỉ tốn bát cơm nguội với vài quả cà thiêu là lát nữa mình có cả núi vàng rồi. Thôi, già không muốn ăn, già buồn ngủ rồi. Thằng Nô, mau đưa cụ vào giường ngủ, mang thật nhiều chăn vào nhé. Dạ. Bà ơi, đi theo cháu. Hồi chết, trời đã sáng rồi sao? Không biết thằng Nô đã ăn bớt tí vàng nào của mình chưa? Kia rồi, bà lão biến mất rồi. Bây giờ mình chỉ cần mở chăn ra là biến thành vàng. Vàng của ta. Trời ơi, rắn! Rắn ở đâu thế này? Cứu tôi với! Cứu tôi!
em có thể bán được đá mà. Này, nếu em cứ tiếp tục tha những viên đá vớ vẩn từ các nơi về thì chẳng mấy chốc cả căn phòng này cũng không đủ chỗ cho em cất đá đâu. Sao lại vớ vẩn? Anh không thấy chúng rất đẹp à? Đẹp gì mấy viên đá đó? Đây nhé, viên này màu đen tuyền rất đẹp, viên này lại xanh pha đỏ giống như đá quý, viên này hình tam giác lại pha tím, trắng rất là lạ mắt. Anh có tin có nhiều người bỏ tiền để mua được những viên đá của em không? Mua? Ừ, có thằng khùng cuối phố sẽ mua cho em đó. Ước gì vào sinh nhật tới, bạn bè sẽ tặng cho em những viên đá như thế này làm quà. Ồ, vậy sinh nhật tới của em, anh sẽ tặng em đá nhé. Mọi người tặng một viên, anh tặng 5 viên luôn. Vâng, thế thì hay quá. Anh nhớ giữ lời hứa nhé. Đúng là đồ ngốc. Mình sẽ ra bãi sỏi mà cô Lan đang xây, tìm cho nó mấy viên đá. Còn số tiền định mua quà sinh nhật cho nó, mình sẽ mua cái khác mình thích. Anh, làm cho em cái bảng. Để làm gì? Em bán mấy viên đá này của em. Bán á? Đúng là giàu trí tưởng tượng mà. Kinh doanh thế nào rồi? Anh, tốt à. Cái giỏ này để làm gì? Để đựng tiền à. Sẽ chẳng ai mua một viên đá với giá 10.000 đâu mà có tiền. Sao lại không à? Vì chẳng có ai thích những thứ ngớ ngẩn như em đâu. Cậu bé đáng yêu quá. Cháu bán thế nào? Dạ, 10.000 một viên ạ. Ông mua hết chỗ này nha. Dạ vâng. Yeah, mình đã nói là mình có thể bán được đá mà. Anh Nam, em làm được rồi nè. Đã bảo là em có thể bán được đá mà. Bữa trưa ở trường. Nào, cả lớp chú ý, đã đến giờ ăn trưa rồi. Các cháu nhớ ăn hết suất, không được bỏ thừa đâu nhé. Chúc các cháu ăn ngon miệng. Cô dặn là không được bỏ thừa đồ ăn, nhưng tớ phải làm sao với món cà rốt đáng ghét này đây? Hòa, cậu ăn giúp tớ đi. Lần trước, tớ ăn giúp cậu rồi, bị phạt nên giờ tớ không dám đâu. Mà tớ cũng đang chán ngán món khoai tây đây nè. Chán nhỉ? Thế mà hôm nào chúng ta cũng bị ép ăn hết suất. Ước gì những món không ngon này biến đi được thì hay biết mấy. Ừ, chúng ta phải làm sao bây giờ? À, tớ có cách rồi. Thế này nhé. Chà, hôm nay bọn trẻ ăn ngoan quá, không để thừa đồ ăn. Đúng vậy ạ, nhìn các cháu ăn no hết mà cảm thấy công sức của chúng ta được báo đáp vậy, chị nhỉ? Ngày nào cũng phải lên thực đơn mới, rồi chọn lựa thật kỹ cho bọn trẻ nữa. Tớ mở thùng, còn cậu vứt vào nhé. Ừ, cậu mở đi. Mấy cháu làm gì thế?
Đây không phải là thức ăn của cơm trưa hay sao? Sao các cháu lại... Dạ không phải đâu. Đây là... Hóa ra trưa nào các cháu cũng giấu thức ăn mang đi vứt thế này sao? Cơm bác nấu không ngon, có phải không? Dạ, không phải đâu ạ. Chỉ có hôm nay. Vâng ạ, xin bác đừng mách cô giáo. Nếu không chúng cháu sẽ bị phạt. Cô muốn thông báo về buổi ngoại khóa tuần sau của lớp chúng ta. Chúng ta sẽ tới một vùng quê nông thôn để tham quan, tìm hiểu về cuộc sống của những người nông dân và môi trường thiên nhiên. Ơi, hay quá! Chúng ta sẽ được đến nông trang kìa! Háo hức ghê! Không biết ở đó như thế nào nhỉ? Xe đã đến một vùng quê nông thôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi bộ để tham quan cuộc sống người nông dân như thế nào nhé! Vâng ạ! Ồ, nhìn kìa, ruộng lúa đấy, có cả cây đa và ao nữa kìa. Bây giờ, cô sẽ giới thiệu với các em, đây là những cánh đồng lúa, nơi tạo ra những hạt gạo mà các em ăn hàng ngày đây. Các em hãy thử quan sát xem, các bác nông dân cấy lúa như thế nào nhé. Cấy lúa là công việc cần sự khéo léo, nên bác gái thường làm. Ôi, tay các bác ấy nhanh quá đi mất. Ừ, nhưng cả đồng ruộng to thế kia cơ mà. Sao các bác ấy cấy được hết cơ chứ? Chắc hẳn là mệt lắm. Ôi, bác làm sao thế ạ? Bác không sao đâu, chắc chỉ là mệt một chút thôi. Bác cứ qua kia nghỉ đi ạ. Chúng cháu sẽ giúp bác tưới nước cho rau. Thưa cô, chúng em làm vậy có được không ạ? Được chứ, cô cũng giúp các em. Bác mệt như vậy sao không ở nhà nghỉ đi? Hôm nay không làm thì ngày mai làm cũng được mà bác. Không được các cháu ạ. Rau xanh cần phải tưới nước hàng ngày mới non và ngọt được. Rau mà không lên tốt thì các bác sẽ chả có rau để ăn, để bán đâu. Bác ơi, vậy để chúng cháu giúp bác nha. Ôi. Bữa trưa hôm nay, các bác đã dùng những rau củ hôm qua các bác nông dân tặng lớp để nấu đấy. Các cháu cùng ăn ngon miệng nhé. Vâng ạ. Hôm nay các em ăn rất giỏi, bạn nào cũng ăn hết suất. Các em có cảm nhận gì về bữa ăn hôm nay? Em thưa cô, hôm nay đồ ăn rất ngon ạ. Đúng ạ, đồ các bác nông dân cho, ăn rất ngon. Thế các con có biết tại sao đồ của các bác nông dân lại ngon vậy không? Dạ, chúng em không biết ạ. Sao lại vậy nhỉ? Bởi vì các em đã được tận mắt nhìn thấy cuộc sống lao động của các bác nông dân. Để làm ra hạt thóc, cây rau, các em ăn hàng ngày, người nông dân đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức trên đồng ruộng. Các em cũng đã được tham gia lao động cùng các bác, đã thấm thí được giá trị của những thức ăn các em ăn hôm nay. Bởi vậy, các em biết quý trọng đồ ăn hơn, có đúng không nào? Đúng rồi, giờ mà bỏ đồ ăn đi, em thấy rất hoang phí và có lỗi ạ. Vậy từ giờ, không ai được bỏ thừa cơm, nghe chưa? Dạ, vâng ạ. Trưa trầy trưa trợt ra rồi mà mình vẫn còn ngủ hả? Cái gì thế? Mình ơi, dậy đi nào. Mình dậy ra đồng tháo nước vào ruộng, để tôi còn kịp cấy lúa chứ. Ôi dào, để tôi ngủ thêm chút nữa. Nhà bác Tư có nhà không? Xin hỏi, bác đây là... Hai bác không nhận ra tôi à? Tôi là Chu đây, Chu hàng xóm nhà bác đây mà. Ôi, đúng là bác Chu đây rồi. Ai ngờ, giờ lại sang trọng ai vậy thế chứ? Mời bác ngồi xơi nước. Tôi về đây trước là thăm lại họ hàng, làng xóm, sau là để trả món nợ ân tình với anh chị. Kể ra không có anh chị, chắc tôi không có ngày hôm nay. Nhờ công của vợ chồng tôi á, bác cứ đùa. Thế cô chú không nhớ à? Trước khi bỏ làng đi làm ăn, tôi có mượn của cô chú mấy đồng vàng. Giờ tôi xin gửi lại, biếu thêm cô chú một ít lấy vốn làm ăn.
Ôi, sao nhiều thế này? Thấm tháp gì so với tài sản của tôi đâu. Bác không làm ăn phi pháp đấy chứ? Phi pháp cái gì chứ? Chú biết đấy, trước đây tôi nghèo nhất làng, một thước đất cắm dùi không có. Bây giờ chán quá bỏ nhà đi, ai ngờ lên núi lại may mắn đào được vàng. Thật, thật thế hả bác? Thì vàng đây, bằng chứng đây nè. Cũng may, trước đây cô chú cho tôi vay tiền làm lộ phí, giờ mới được khấm khá thế này. Mình à, mình đi thịt con gà để anh em tôi nhắm rượu hàn huyên. Vâng, tôi đi ngay đây. Ăn đi, tôi còn dọn dẹp nữa. Tôi quyết tâm rồi, ngày mai sẽ lên núi tìm vàng. Ông điên rồi, lấy đâu ra vàng cho ông đào chứ? Đầy chứ đâu. Tôi nghĩ thế này, số tiền hôm nay bác Chu trả nhà mình, vợ chồng mình tậu thêm mấy mảnh ruộng, rồi chăm chỉ làm ăn, chả mấy mà có của ăn của để, phải đi đâu xa tìm vàng làm gì. Bà không muốn nhanh chóng giàu có như bác Chu à? Tôi quyết rồi, ngày mai tôi sẽ lên đường. Ôi! À! Ấy trời ơi, hú hồn! Tí nữa thì mất mạng rồi. Sao thế này? Sao không thấy gì cả? Hết tiền lộ phí, vàng chẳng thấy đâu. Chỉ thấy vàng cả mắt. Thôi thì đành trở về quê nhà, còn hơn là chết vùi ở nơi đất khách quê người này. Ông tìm ai? Là ông phải không? Sao lại đến nông nỗi này? Là mình đấy ư? Tôi tiêu hết tiền lộ phí, vàng thì chẳng thấy đâu. Đói rét, may mà giữ được cái mạng nên quyết định về quê. Nhà ai mà đẹp vậy mình? Nhà của mình chứ đâu. Cái gì? Bà xây được cơ ngơi khang trang to đẹp thế này sao? Đúng thế, từ ngày ông đi, tôi chăm chỉ làm ăn, tích cóp, rồi có của ăn của để, ngày một khấm khá hơn. Hóa ra là vậy. Tôi chỉ là đồ ăn hại. Mình thấy đấy, có phải ai đi tìm vận may cũng sẽ gặp đâu. Nhưng nếu chúng ta chăm chỉ sẽ tạo ra vận may. Cảm ơn mình, tôi hiểu rồi. Thôi vào nhà đi nào, mình về là tốt rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.